thiên thạch rơi xuống với vật chất chưa biết tan thi, người bị nhiễm, dị thú, thiên tai, dị năng, không gian. Kẻ xui xẻo tháng 3 trước khi tai họa xảy ra, bị bọn cướp đột nhập vào nhà đâm bị thương nhập viện. Tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải phúc, trong không gian thức tỉnh lại chất đầy vật tư. Kết quả không nghĩ tới, dị năng của nàng dĩ nhiên là. Tam Nguyệt chợt tỉnh ngộ, đây không phải là khuôn mẫu nhân vật phản diện trong tiểu thuyết bình thường sao? nàng quyết đoán lựa chọn rời xa nhân loại, trở thành một tên du đảng thợ săn tiền thưởng, không có việc gì bán tươi mới trái cây rau dưa ngạc nhiên vật tư, mở ra nàng di động khách sạn nhỏ, làm thịt dầu đến chảy dầu đại hộ, này không thơm sao. Tiểu thuyết mấu chốt Ta dựa vào không gian vật tư tại vì thế mở khách sạn không đạn cửa sổ, ta dựa vào không gian vật tư tại vì thế mở khách sạn TXT toàn tập đao loa, ta dựa vào không gian vật tư tại vì thế mở khách sạn. Chương 1 tận thế cùng không gian. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Tận thế và không gian từ trên giường bệnh thức tỉnh 3 tháng, thẳng đối diện với một trương màu xanh trắng giữ tận khuôn mặt, đục ngầu con ngươi, dài mà sắc bén màu đen móng tay. Sát sống Trong khoảnh khắc cô động đậy, zombie cũng động đậy, gào thét đánh về phía cô. Tam Nguyệt phản ứng cực nhanh, nhanh chóng xoay người ngã xuống giường bệnh, nhìn đau sách ghế giữa bên giường dùng để phòng thân. Con zombie này khí lực cực lớn, móng tay trực tiếp đâm xuyên qua ván giường, zombie không thể bắn trúng mục tiêu điên cuồng dãy dùa. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tam Nguyệt biết, phải diệt zombie muốn lấy mạng cô trước. Cô nhanh chóng đứng dậy, vùng ghế hung hăng đập về phía thay ma đang không lưng. Dùng hết khí lực toàn thân, chỉ nghe thấy xoạch cạch thanh thúy một tiếng, một kích tất trúng, zombie xương sống bị đập gãy. Đầu người rất cứng rắn, zombie hẳn là cũng không yếu, nhìn thân thể hắn mới mẻ trình độ, nhất định là vừa mới biến. Tang Thiên ngồi phịch ở trên giường đã biến thành ba ba trong hũ, ba tháng không có kéo dài, cầm lấy ghế, một chút lại một chút nện ở trên ót của hắn. Hống. Tang Thi phát ra tiếng kêu trên thống khổ, ngay từ đầu còn đang liều mạng giãy giụa, dần dần không có động tĩnh. Đầu bị đập vỡ vụn, chảy ra chất lỏng ghê tởm. Tam Nguyệt lập tức vọt tới trước cửa phòng bệnh, khóa cửa phòng lại, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, tàn thi kia nàng biết là trương lão đầu ở giường bên cạnh. Cô lấy lại bình tĩnh, cẩn thận di chuyển giường bệnh và ngăn tủ để trước cửa, lúc này mới rảnh rỗi đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ tủ đầu giường lấy điện thoại di động ra, một ô tín hiệu đều không có, bất quá, ngược lại là có một cái đến từ chính quyền thành phố nhắc nhở tin nhắn, hai ngày trước rồi. Nói là có bệnh truyền nhiễm quy mô lớn bộc phát, Bảo cư dân chuẩn bị tốt thức ăn ở nhà không nên ra ngoài. Cô kéo một góc trềm cửa sổ ra, nhìn ra ngoài, trong lòng cả kinh, lại nhìn không được vui mừng. Bãi đất trống phía trước phòng bệnh, bị một viên thiên thạch thật lớn đập ra một cái hố sâu, màu đen đậm, phía trên hố trũng, dĩ nhiên so với cây đa bên cạnh còn cao hơn lớn hơn. Khoảng cách giữa thiên thạch và phòng bệnh, đại khái cũng chỉ 5-6 mét, phàm là lệch một chút, hiện tại tháng 3 phải trở thành mảnh vụn. Lúc trước báo cáo mưa sao băng lại là thật. Tam Nguyệt lẩm bẩm nói. Đúng rồi, cách vách trương lão đầu sẽ không dùng điện thoại di động, cho nên mang theo đài radio giết thời gian, nàng nhớ rõ vật này là có thể thu được người khác gửi tới tín hiệu. Ông lão trương kia còn khoe khoang với cô, radio này có thể thu nhận toàn bộ các loại tần số sóng ngắn, hàng hải, hàng không, cảnh sát, vệ tinh, còn có thể phát ra tín hiệu. Lúc ấy Tam Nguyệt còn cười hắn khoác lác hiện tại nàng chỉ có thể cầu nguyện vị trương lão đầu này nói đều là sự thật hai cô đều là người cô đơn lúc nằm viện không có việc gì làm anh liền dạy tam nguyệt sử dụng cái radio này như thế nào hiện tại thật sự là phát huy công dụng lúc trước ông trương đã nói với cô tần số radio là gì một chút cũng không nhớ ra quên đi tùy tiện điều chỉnh một chút đi tam nguyệt cầm lấy radio trốn vào nhà vệ sinh dựa theo lời trương lão đầu dạy cầm trong tay lắc lư chuyển động theo một hướng, âm thanh điều chỉnh thấp, chậm rãi tìm kiếm tần suất. Sau một đoạn tiếng ồn yên tĩnh, vậy mà thật sự bị cô tìm được kênh. Đài phát thanh nhân dân Trung ương hiện đang phát sóng chương trình phát thanh quốc gia tới nhân dân cả nước tháng 3 ông radio, ngồi trong nhà vệ sinh, lặng lẽ khóc. Quốc gia này, không đúng, tinh cầu này, hết thảy dĩ vãng, giống như đều hoàn toàn không còn tồn tại. Cô ngồi trong nhà vệ sinh thật lâu, cũng khóc thật lâu, cuối cùng lau khô nước mắt, thuận tay cầm cây lau nhà đi ra khỏi nhà vệ sinh. Hiện tại lúc này sẽ không gây thêm phiền toái cho quốc gia, muốn thêm cũng không có biện pháp, chỉ có thể tự cứu mình. Đặt radio lên giường, lặng lẽ xin lỗi thi thể trên giường, nếu có điều kiện, cô sẽ giúp tìm một nơi tốt nhặt xác cho ông Trương. Tam Nguyệt lấy ba lô từ trong tủ ra, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, tận thế a. Chạy trốn là nhất định sẽ chạy, cho nên đồ vật nhẹ là trên hết không thể mang quá nhiều vật nặng. Cô nhìn túi hoa quả trong tay, nếu có không gian thì tốt rồi, cái gì cũng có thể mang theo, không cần khổ não như vậy. Tam Nguyệt trơ mắt nhìn hoa quả trong tay biến mất không thấy nữa. Hả? Nàng có một câu, cũng không dám nói. Cô sẽ không thật sự có không gian chứ. Tam Nguyệt sững sờ nhìn chầm chầm tay của mình, bắt đầu thử tiến vào không gian, trong tiểu thuyết không phải thường xuyên có sao, có thể làm ruộng có linh tuyền. Trong lòng mặc niệm nửa ngày cũng không có đi vào, trải qua không ngừng thử nghiệm, rốt cục, nàng thành công. Đây chính là không gian trữ vật bình thường, không thể vào người, không thể làm ruộng, không có linh tuyền. Tuy nhiên, không gian này rất, rất lớn và mát đã tìm thấy rất nhiều vật tư trong không gian. Thức ăn và nước uống, gạo, dầu, dưa, trái cây, hạt giống, cây cối, quần áo, giày dép, xăng xe V, V, chỉ có những gì bạn không ngờ tới, không có gì nó không có. Không gian còn tặng kèm vật tư. Tam Nguyệt không khỏi cảm thán nói, hơn nữa nàng còn phát hiện, thời gian trong không gian tựa hồ không giống với bên ngoài. Bởi vì nàng ở bên trong phát hiện thức ăn nóng hầm hập, đồ đông lạnh bốc hơi lạnh. Đây thật sự là trời cao ban ân, nàng cái này quỷ nghèo, coi như có không gian sớm biết tận thế tiến đến, dựa vào 8.000 khối tiền gửi ngân hàng, có thể mua được vật gì. Có không gian thì dễ làm, Tam Nguyệt nhanh chóng vơ vét thức ăn và nước uống trong phòng, từ trong không gian lấy ra một cái rương, đem di thể trương lão đầu cất vào. Trong lúc nằm viện, hai người bọn họ vẫn ở chung rất vui vẻ, ông lão nói dù sao một người không con không gái, một người không cha không mẹ, dứt khoát để lại di sản cho cô, cô dưỡng lão cho ông. Còn ra dáng viết di chúc, di ảnh đều giao cho cô. Tuy rằng di sản không lấy được, nhưng Tam Nguyệt vẫn chuẩn bị tiền cho hắn một bảo địa phong thủy chôn. Đem di vật cùng di thể của trương lão đầu đặt cùng một chỗ, Tam Nguyệt thay cho mình bộ đồ chống nổ cùng với khảm đao phòng thân trong vật tư trời ban. Rất vừa người. Nàng cân nhắc trọng lượng của búa, nhẹ nhàng buông lỏng. Tam Nguyệt chuẩn bị về nhà trước, trong nhà còn có cậu tử chờ nàng, cũng không biết còn sống hay không. Đặt rìu ở sau lưng, Tam Nguyệt mở cửa sổ nhà vệ sinh, bên ngoài có ống nước, có thể trượt xuống từ đây chính là phải cẩn thận một chút không nên làm tới vết thương trên người nàng vết thương nước ra là vấn đề nhỏ đưa tới tang thi cũng rất phiền toái tháng ba vừa mới chuẩn bị leo xuống trên lầu trượt xuống một người hi mỹ nữ xin chào nam nhân tự tin hất tóc cùng tam nguyệt chào hỏi nguyên bản coi như đẹp trai tướng mạo thật sự biến thành tiêu cực tam nguyệt hoảng sợ nhìn hắn một cái liên tục lui về phía sau người từ đâu tới giàu tốt Người đàn ông phẫn nộ thu tay về, sờ sờ mũi mình, cẩn thận nhìn Tam Nguyệt, quần áo này của em. Tam Nguyệt cảnh giác nhìn hắn, y phục này đích xác xuất hiện rất không bình thường, nhưng nàng không cần phải giải thích gì với một người xa lạ. Quần áo này của ngươi thật vừa người, ngươi xem ta cái này không được, cái kia võ cảnh vóc dáng cùng ta kém nhiều lắm. Dừng lại, chúng ta nhất định phải ở chỗ này dông dài vào lúc này sao, cô nhìn ra, người đàn ông này là một kẻ nói nhiều ngươi đi xuống trước đi. Được rồi. Người đàn ông vẻ mặt tiếc nuối, trượt một cái rồi trượt xuống. Nếu không là lo lắng ngoài cửa có tang thi, cô tuyệt đối không đi nơi này. Tận thế đến rồi, ta khẳng định là đuổi theo người gầm sau đó bị vô tình bạo đầu kia một cái, tê tê, hết chương này. Chương 2 Kinh biến, chân chính dị năng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 2 Kinh biến, chân chính dị năng tam nguyệt cẩn thận bò ra khỏi cửa sổ, từ trên ống nước lầu ba kinh hồn bạc ví chậm rãi trượt xuống, sau khi rơi xuống đất, cô nhìn không được ngẩng đầu nhìn thiên thạch, thật sự rất lớn. Ai, mỹ nữ, cô có dị năng sao? Tôi có, cô đi theo tôi, khẳng định rất an toàn. Bên này nam nhân còn đang lải nhải nói cái gì, Tam Nguyệt chỉ đem lời của hắn coi như gió thoảng bên tai, chỉ lo đi của mình. Bất quá, dị năng, không gian của nàng là dị năng đi. Có thể hay không cùng cái kia lưu tinh quần có quan hệ, chúng nó vừa xuất hiện, thế giới liền phát sinh đại biến. Tam Nguyệt do dự nhìn thiên thạch, không biết có nên mang nó đi nộp lên quốc gia hay không, bỏ vào không gian nó có thể tạo thành ảnh hưởng của vật tư khác hay không. Móa, thật nhiều tan thi, nằm nhân tự giác mất mặt, nghẹn tức trời đi, không ngờ, ở phía sau thiên thạch phát hiện đại lượng hành động tan thi, hoảng sợ lớn tiếng kêu lên tam nguyệt lập tức cảm thấy không tốt nương theo tiếng kêu sợ hãi của nam nhân nàng cũng nghe được tiếng gào thét không thuộc về nhân loại hơn nữa một người mang một người tháng ba còn nghe thấy tiếng tang thi trong phòng bệnh gầm rú cô nhanh chóng trèo lên ống nước cũng bất chấp vết thương không vết thương gì chịu đựng đau đớn ma sát vết thương nhanh chóng leo lên trên mà người đàn ông kia đứng tại chỗ nhìn động tác của mát còn cười cô vô cùng tự tin đặt tay trên mặt đất ở trong ánh mắt khó hiểu của Tam Nguyệt, hơn 10 sợi dây leo tráng kiện dĩ nhiên phá đất mà ra. cuốn lấy rất nhanh đánh úp zombie, có chút zombie tốc độ cực nhanh, né tránh dây leo, bất quá mấy cái hô hấp gian liền đến nam nhân trước mặt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tam Nguyệt lúng cuốn, nam nhân cũng lúng cuốn. Nàng mau mau xoay người vào phòng bệnh, cầm chặt khảm đau ngừng thở, cẩn thận thò đầu ra. Bởi vì bị thiên thạch chặn tầm mắt, nàng chỉ có thể căn cứ vào thanh âm nam nhân cùng với dây leo không ngừng lao ra mặt đất để phán đoán tình thế. Phanh Phá cửa mãnh liệt cùng tiếng gào thét kỳ quái. Đáng chết, nhất định là vừa rồi nam nhân kia thanh âm, đem tòa nhà này zombie đều đánh thức, miệng vết thương của nàng còn rất tốt, không chảy máu. Tháng ba lập tức xuất môn, từ trong không gian lấy ra một cái tủ lạnh lớn một lần nữa ngăn trở cửa, tầng này có bao nhiêu zombie, nhớ kỹ ở mười mấy bệnh nhân, hơn nữa bác sĩ y tá hộ công người nhà, tối thiểu phải có ba bốn mươi. Sắc mặt của cô vô cùng tệ hại, cửa bị đập rầm rầm rung động, cô mở ra không gian, nhanh chóng tìm kiếm thứ gì đó có ích hay không. Tủ lạnh Tam Nguyệt nhìn mấy chục cái tủ lạnh trong không gian, lại nhìn khoảng đất trống trong phòng, nảy ra ý hay, tuy rằng cũng không biết có thể dùng được hay không. Cô dọn sạch toàn bộ đồ đạc trong phòng, dùng tủ lạnh trải đầy phòng, tự mình leo lên nóc tủ bị khảm ở vách tường, đối diện cửa phòng, thu hồi cái tủ lạnh kia. Thủy tinh trên cửa đã bị phá vỡ, vỡ nát đầy đất, tủ lạnh vừa bị thu hồi, cửa lập tức bị phá vỡ. Zombie tre già măng mọc đụng vào tủ lạnh, duỗi móng tay bén nhọn thật dài, gắt gao nhìn chầm chầm tam nguyệt, há miệng, phun ra chất nhầy ghê tởm. Hống Tang thi phía trước bị phía sau gắt gao kẹp ở giữa tủ lạnh cùng tang thi, ba tháng trước mắt sáng ngời, có cửa nàng đổi cây trường mâu kim loại, dùng hết khí lực toàn thân, đâm thủng óc tan thi, tan thi kia trong nháy mắt mềm nhũng ngã xuống tủ lạnh. Một người ngã xuống, người kế tiếp lập tức lại vươn tay, muốn kéo tam nguyệt. Cô hít sâu một hơi, nắm chặt thời gian đánh chết tan thi, cô sợ sẽ xuất hiện biến cố gì đó. Một, hai, ba ba mươi mốt, ba mươi hai, ba tháng tay run đến lợi hại, mỗi một cái nhất định phải dùng hết toàn lực mới được nếu không căn bản dết không được zombie. Còn dễ xảy ra chuyện, vừa rồi chính là, tay không có khí lực, đâm vào cổ tang thi, kết quả bị tang thi bên cạnh bắt được. Trường mâu, thiếu chút nữa bị kéo qua. Thi thể tan thi chất đóng ở cửa phòng, tháng ba đã không nhìn thấy tang thi phía sau, chỉ nghe thấy bọn họ lo lắng gào thét. Cô lùi lại vài bước, lấy lại một chiếc tủ lạnh và nhường chỗ cho họ còn lại mấy con tang thi lập tức dẫm lên thi thể đồng loại hướng tam nguyệt bắt tới bởi vì thi thể chồng chất tang thi bò lên tủ lạnh tam nguyệt liên tục lui về phía sau lấy ra mấy tấm khiên ném về phía bọn họ thừa dịp bọn họ bị đập ngã tiến lên hai tay dùng sức đâm vài cái vào đầu bọn họ cái gì cứng rắn đâm vào cuối cùng một tên zombie đầu lúc tam nguyệt rõ ràng cảm nhận được lực cản chấn đến tay nàng tê dại dùng trường mâu đâm đâm tang thi xác định sau khi nó chết tam nguyệt cẩn thận tiến lên dùng đao phá vỡ đầu nó ở trong đó phát hiện một viên tinh thể sáng lấp lánh đây là trong tiểu thuyết viết tinh hạch tam nguyệt không sao cả dơ bẩn trực tiếp cầm lên tùy tiện cầm khối vải lau sạch sẽ tinh hạch thoạt nhìn tròn trịa trong suốt đối với mặt trời lấp lánh ánh sáng rất đẹp trong thân thể tam nguyệt đột nhiên tuôn ra một cổ năng lượng thầm làm cắn nuốt năng lượng trong tinh hạch tinh thể trên tay dần dần mai một biến mất tiêu tán trong tay nàng dị năng của em thật sự là không gian a à, cô không biết nên cao hứng hay khổ sở ở tận thế nguy hiểm trùng trùng này nàng lại một chút sức tự vệ cũng không có nàng thở dài bắt đầu thu thập tàn cục thu hồi tủ lạnh lại thuận tiện nhìn xem những zombie khác có tinh hạch bị nàng bỏ sót hay không làm xong hết thảy một lần nữa chặn cửa lớn đem gian phòng khôi phục nguyên dạng Tam Nguyệt lúc này mới đi tới trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, vừa rồi nam nhân kia đã chết chưa? Cứu, cứu ta! Dưới thiên thạch, nam nhân lao lực mở to mắt, hướng Tam Nguyệt vương tay cầu cứu. Một con bị chủy thủ đóng đinh xuyên đầu tan thi đang nằm ở bên cạnh hắn, chung quanh thiên thạch ngổn ngang ngã xuống rất nhiều thi thể tan thi. Xem ra hắn đã tiêu diệt tan thi, chỉ có điều bản thân cũng không sống nổi. Tam Nguyệt trượt ống nước xuống, lắc đầu, ta không cứu được ngươi. Nam nhân yết hầu bị zombie cắn rách, lộ ra máu chảy đầm đìa xương cốt, không chỉ có như thế, bụng của hắn không biết bị vật gì xé ra một cái lỗ lớn đến, cả người là thương. Anh nói thật đi, cậu thả như cô ấy không tốt sao? Tam Nguyệt cầm đao, đi tới bên người tang thi, chuẩn bị đào xem có tinh hạch hay không. Lại bị người đàn ông giữ chặt cổ chân, không cho cô đi, Tam Nguyệt không kiên nhẫn quay đầu lại, anh nói. Chờ một chút sao lại có loại cảm giác kỳ quái cổ năng lượng trong cơ thể tam nguyệt đột nhiên lại xông ra lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh về phía nam nhân trên mặt đất một đạo tiểu quan đoàn màu xanh biếc từ trên người nam nhân tách ra cực nhanh xông về phía tam nguyệt dung nhập vào trong cơ thể của nàng nam nhân hoảng sợ trừng to mắt nhìn tam nguyệt ánh mắt như là đang nhìn một quái vật đồng dạng đem dị năng của ta trả lại cho ta nam nhân không biết từ đâu tới một cổ lực lượng túng ngã tam nguyệt mặt đầy máu, như ác quỷ đánh về phía Tam Nguyệt, kêu gào muốn Tam Nguyệt đem dị năng trả lại cho hắn. Tam Nguyệt liều mạng đạp Văn Nam Nhân, dựa vào cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, cũng không phải nàng muốn như vậy. Hơn nữa, lúc ấy mình không muốn chạy, nhất định phải ở lại tại chỗ dết tang thi. Trả lại cho ta. Ngươi là quái vật, đều tại ngươi, đều là bởi vì ngươi. Tam Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng bị Nam Nhân bắp cổ ánh mắt của hắn phủ kín tơ máu, trừng thật to, cực kỳ dọa người. Buông, buông tay. Tam Nguyệt bị hắn bóp không thở nổi, mò mẫm muốn lấy khảm đau rơi trên mặt đất. Tiện nhân, tiện nhân nhà ngươi. Người đàn ông mắng to một tiếng, đột nhiên cứng nhắc, chậm rãi buông tay ra, không nhúc nhích, nghiêng người sang một bên. Khụ khụ khụ. Tam Nguyệt ho khan kịch liệt, cô nhanh chóng che miệng, cố gắng không để mình phát ra âm thanh. Hết chương này. Chương 3 Biến dị đàn nhện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Biến dị bày nhện một hồi lâu, cô mới bình tĩnh lại, lắc lư đứng lên, đạp mạnh mấy cước lên người người đàn ông. Bệnh thần kinh Cô bình tĩnh vơ vét tinh hạch trong trán tang thi, thậm chí mổ thi thể nam nhân ra, cái gì cũng không có. Xem ra, dị năng của hắn thật sự bị nàng lấy đi. Như vậy, dị năng của nàng cũng không phải là nàng trước nghĩ không gian, là đánh cắp, trộm lấy, trộm, cướp đoạt. Mặt Tam Nguyệt chậm rãi ngưng trọng, nếu như bị người biết chuyện này, nàng nhất định xong đời. Ai sẽ nghĩ một cái tùy thời có thể cướp đi chính mình dị năng người, sinh hoạt ở chung quanh? Còn ai khác trong bệnh viện này không? Có thấy không? Còn giám sát? Còn dùng được không? Đầu Tam Nguyệt trong nháy mắt bị ý nghĩ rất tệ tràn ngập, phản ứng đầu tiên của nàng là giết người diệt khẩu. Ánh mắt của cô tối sầm lại, đến phòng giám sát xem thử, những thứ khác, rồi nói sau. Cầm lấy con dao rửa, mát cố gắng kiểm soát cây cối xung quanh như người đàn ông vừa làm. Đi vào trong một gian phòng, tùy tiện từ trong không gian lấy ra một hạt giống, phát ra năng lượng, hạt giống thật sự bắt đầu nảy mầm lớn lên kết quả. Toàn bộ quá trình không đến một phút, Tam Nguyệt cầm lấy cây cà chua mọc đầy trái cây, phun ra một ngụm trọc khí. Là chuyện tốt, đúng, là chuyện tốt. Cô lắc lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông. Hiện tại nàng phải đi phòng giám sát xác định, về phần người, phía trước có thiên thạch cây đang ngăn cản, phía sau nàng ở tòa nhà này phỏng chừng không có người, hơn nữa nàng mang theo mũ bảo hiểm chưa chắc có thể thấy rõ mặt của nàng. Nàng càng thêm tin tưởng một việc, dị năng của nàng nhất định phải giấu giếm gắt gao, ai cũng không thể nói thiên vương lão tử đến cũng không được bất quá vì phòng ngừa vạn nhất tam nguyệt vẫn mang theo vài gốc dây leo hộ thân lục soát cả tầng lầu một lần có dị năng có thể công kích nạn cũng có chút bay xác định không có ai về sau nàng thu hồi năm nhân thi thể cẩn thận tránh đi zombie một đường thông suốt đi tới bệnh viện phòng theo dõi hô tam nguyệt thở phào nhẹ nhõm trong phòng giám sát chỉ có mấy con mặt đồng phục bảo an zombie màn hình giám sát tối đen như mực điện cũng không thể dùng. Tam Nguyệt may mắn vỗ vỗ bộ ngực, lợi dụng dây leo giết chết tang thi, nàng dự định xuất phát đi bệnh viện kho hàng, vét sạch thuốc của nó. Dây leo còn dùng rất tốt, có thể rất nhẹ nhàng móc ra zombie đầu tinh hạch, không cần bẩn tay. Bệnh viện du đảng zombie rất nhiều, nhưng chỉ cần không giống vừa rồi cái kia bệnh thần kinh như vậy, bình thường là sẽ không kinh động bọn họ. Trong không gian kỳ thật đã có rất nhiều dược vật, bất quá nàng cũng sẽ không ngại nhiều, Mặt thế, dược phẩm hẳn là sẽ càng thêm đáng giá. Trong bệnh viện yên tĩnh đáng sợ, chỉ có tang thi kéo bước chân thanh âm, trên tường trên mặt đất tràn đầy vết máu, rơi lạ tả dược phẩm tờ giấy. Khuôn mặt đáng sợ của đám tang thi nửa tàn, đều cho thấy khi còn sống bọn họ bị gặm ăn xé rách như thế nào. Xuyên qua hành lang u ám lạnh lẽo, bây giờ là mùa hè, nhưng trong bệnh viện vẫn trăm mát, tam nguyệt mặc quần áo chống nổ thật dày cũng nhìn không được trung rẩy. Vừa bước vào kho hàng, Tam Nguyệt liền có loại cảm giác rất không thoải mái, như là bị thứ gì đó theo dõi. Nàng lúc này tính toán lui ra ngoài, nhưng là một đạo tơ nhện từ trên nóc nhà phun ra, ngăn cản ba tháng đường đi. Một cái thắng gấp, đem dừng ở tơ nhện trước, nàng nhìn tơ nhện trong trắng lộ ra màu xanh lá cây, này tuyệt đối có độc. Lá trắng chống bạo lực xuất hiện trên tay nàng, nhanh chóng xoay người về phía sau ngăn cản, lá trắng chống bạo lực xèo xèo bốc lên bạch khí nàng vội vàng ném lá trắng chống bạo lực xuống, mặt trên đã bị ăn mòn ra một cái hố to. Nàng cũng thấy rõ con nhện chân dung, là một con phi thường xinh đẹp màu đen con nhện, bụng một mạc hồng, tám cái móng vuốt bóng loáng cò sáng, mũi nhọn bốc lên lạnh lùng hàng quang vừa nhìn liền không phải thường thấy chủng loại. Cả người cùng giường bệnh không kém bao nhiêu, một bộ phận giá đỡ bị tơ nhện cuốn quanh, trong đó một gốc treo trứng nhện rậm rạp. Nhìn tam nguyệt da đầu tê dại, toàn thân đều không thoải mái nàng nhanh chóng xoay người tránh thoát một kích của con nhện cả người núp ở phía sau giá đỡ vũ khí vũ khí dùng để chống lại nhện mát vừa khống chế dây leo ngăn chặn cuộc tấn công của nhện vừa tìm kiếm khu vũ khí trong không gian có thể sử dụng cái gì phun lửa chiến thương lại còn có vật này nàng vội vàng đem nó từ không gian lấy ra đeo ở trên lưng đối phó nhện dùng hỏa công đương nhiên là thích hợp nhất thừa dịp nhện bị dây leo cuốn lấy, tam nguyệt lắc mình xuất hiện, dùng hồng súng phun lửa nhắm ngay nhện, ấn công tắc. Ngọn lửa mãnh liệt lập tức đánh về phía con nhện, nó tránh không kịp, phát ra tiếng rít chói tai. Tam Nguyệt cau mày thật chặt, muốn đưa tay che lỗ tai, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể chịu phần tra tấn này. May mà con nhện này bây giờ còn sợ lửa, nó liều mạng né tránh trên trần nhà, muốn né tránh ngọn lửa nóng bỏng người nhưng Mark sẽ không cho nó cơ hội này trong khi điều khiển dây leo để nâng ngọn giáo và đâm mạnh vào con nhện. Trường mâu chuẩn xác đâm vào bụng con nhện, dùng sức kéo xuống phía dưới, tờ dính thưa thớt rơi xuống. Bên tai Tam Nguyệt, đột nhiên vang lên tiếng nhện bò sát làm người ta tê dại. Cô cứng nhắc quay đầu lại, trời ạ. À! Phía sau, vô số nhện to bằng chậu rửa mặt, dùng đôi mắt đen như mực của chúng nhìn chầm chầm vào tháng ba. Khiếu tiếng rít của nhện cái quanh quẩn cả tòa bệnh viện, đám nhện biết su sô -so bắt đầu phát động tấn công vào tam nguyệt. Cô chật vật né tránh, nhưng mạng nhện ung ung kéo đến, trốn cũng tránh không khỏi, cánh tay truyền đến cảm giác nóng rực bị bỏng, độc tố của chúng đang ăn mòn quần áo và da thịt của cô. Tam Nguyệt nhịn đau nhanh chóng chạy về phía cửa, trong kho hàng đều là giá đỡ, còn bị tơ nhện bao phủ, chạy cũng không có biện pháp chạy. Cô không nên tham lam vào nơi này, lúc chạy qua một cái giá dòng chữ cồn sáng loáng trên đó khiến tam nguyệt trong nháy mắt có chủ ý nhìn đám nhện canh gác ở cửa trong lòng hạ độc ác cô ngay lập tức thay đổi hướng và đẩy giá rượu trong khi né tránh nhện và thủy tinh và chất lỏng ban vỡ tung trên mặt đất dưới tác dụng của hiệu ứng domino rượu chảy đầy cả căn phòng tháng ba còn không ngừng lấy đồ từ trong không gian ra cái gì xăng dầu ăn rượu rắn tam nguyệt vung dây leo vì nàng tranh thủ thời gian chạy trốn ném ra một túi lại một túi bột mì dùng trường mâu đâm thủng bột mì đều đều phân tán ở trong không khí không để ý móng vuốt sắc bén của đám nhện cắt qua da của nàng nàng mạnh mẽ xông ra cửa lớn nhà kho da trên người máu tươi đầm đìa bị nọc độc ăn mòn không ra dáng vẻ cô gần như muốn ngất đi vì đau đớn dùng hết sức lực toàn thân ném mồi lửa đã đốt vào nhà kho oanh từ trong kho hàng lao ra một cổ sóng nhiệt tiếng nổ mạnh thật lớn vang vọng cả tòa bệnh viện, thủy tinh âm ầm vỡ vụn rơi xuống, bốn phía toát ra khói đặc cuồn cuộn. Mát bị va đập mạnh vào tường, cô không thể không thốt ra một tiếng kêu đau đớn trước mắt. Cô chống đỡ hơi thở cuối cùng bò vào một gian phòng khám, trốn vào, nắm tinh hạch trong túi, hoàn toàn hôn mê. Hết chương này. Chương 4 Trong thiên thạch bí mật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 4 Bí mật trong thiên thạch tam nguyệt là bị một cổ phi thường thơm thịt nướng vị cho hương tỉnh, mở mắt ra, nàng vốn tưởng rằng mình sẽ nửa chết nửa sống, chỉ còn một hơi thở, hoặc là trực tiếp chảy máu mà chết. Kết quả tỉnh lại sờ trái sờ phải, toàn thân đều hoàn hảo không tổn hao gì, một chút vết thương cũng không có. Cô cúi đầu, lật qua lật lại hai tay, thật sự không có chuyện gì. Nhìn quần áo rách rưới trên người, tam nguyệt thay cho mình một bộ quần áo nhẹ nhàng, tinh hạch trong túi đã thành tro. Có phải là lý do cho điều này? Nàng ở trên cửa lặng lặng nghe một chút, bên ngoài không có âm thanh gì, lúc này mới mang theo khảm đau cẩn thận mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài cái gì cũng không có, một con zombie cũng không có, nàng theo mùi thịt nướng, một đường lại mò đến nguyên bản kho hàng. Hiện trường tối như mực, thực vật bốn phía đều biến thành cặn bã đen, còn bốc hơi nóng cùng dư hỏa, ngoại trừ mùi thịt nướng, còn có mùi thuốc kỳ quái nói không nên lời. Đám nhện tất cả đều chết sạch, mùi thịt nướng chính là từ trên người chúng nó truyền ra, tam nguyệt ngồi sổng xuống, lột vỏ ngoài cháy đen của chúng nó ra, bên trong dĩ nhiên là thịt mềm trắng nõn mềm mại, nhìn rất quy đạn. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, chuẩn bị làm người đầu tiên ăn con nhện biến dị nướng. Mùi vị này, thật sự là kinh vi thiên nhân. Tươi mới nhiều nước, thơm ngọt ngon miệng so với nàng dĩ vãng ăn qua tất cả thịt đều muốn ăn ngon hơn hơn nữa sau khi ăn xong thân thể có loại cảm giác rất thoải mái ấm áp lấy tinh hạch ra khỏi vỏ não nhện mát đưa tất cả nhện nướng vào không gian mang đi loại thứ tốt này làm sao có thể buông tha đây ngay cả trứng nhện bên kia nàng cũng không có ý định buông tha ở loại này nhiệt độ cao dưới thậm chí có một con nhện nhỏ còn sống nó đang cố gắng phá trứng mà ra mát lấy ra một khẩu súng phun lửa nướng nhắm ngay trứng nhện ấn nút bắt đầu ngọn lửa thiêu đốt trứng nhện động tác phá trứng của nhện con càng mãnh liệt hu một con nhện nhỏ hoa văn màu hồng nhạt to bằng bàn tay chớp chớp tám con mắt to nhìn tam nguyệt nàng thế nhưng từ đó nhìn ra một tia điềm đạm đáng yêu hu hu con nhện nhỏ càng gần ngọn lửa thoải mái hu hu kêu lên tam nguyệt rất kinh ngạc ngay cả tay đè công tắc cũng không tự chủ buông lỏng ra hu hu. Con nhện nhỏ tò mò nhìn chầm chầm súng phun lửa không hề phát ra hỏa diễm, phát ra tiếng kêu oan ức hu hu. Sao bạn không tiếp tục đi? Nó duỗi một chân ra, cẩn thận nhẹ nhàng chọc vào tay mát. Ai có thể cự tuyệt một con nhện màu hồng, biết anh anh kêu chứ? Nếu bạn nhớ không lầm, nhện con sẽ ăn nhện mẹ để bổ sung dinh dưỡng. Người này sẽ không coi nàng là mẫu thân chứ? Trong mắt Tam Nguyệt hiện lên một tia sát ý, nhện con sợ hãi rụt về phía sau, tam nguyệt tuyệt không nương tay, khảm đao vung về phía nhện con. Không nghĩ tới người này tốc độ cực nhanh, về một cái liền theo khảm đao bọ lên tay tam nguyệt, đầu chân đâm thủng da tam nguyệt. Hả? Tam Nguyệt kinh ngạc liếc mắt nhìn con nhện nhỏ, chỉ số thông minh rất cao. Nàng cùng con nhện nhỏ ở giữa, thành lập một đạo liên hệ, giống trong tiểu thuyết chủ tớ khế ước. Con nhện nhỏ lấy lòng dùng đầu cọ cọ tay Tam Nguyệt, phát ra tiếng kêu anh hu ngọt ngào. Mát hiểu những gì nó đang nói, tôi rất tốt, đừng giết tôi. Vậy thì giữ em lại, thành thật một chút, biết không? Tam Nguyệt Vương một ngón tay, chọc chọc trán con nhện nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền gọi Xuân Thập Tam Nương, tiểu danh A Xuân. Hu hu. Tam Nguyệt mang theo A Xuân, một lần nữa trở lại thiên thạch bên kia, dọc theo đường đi, cái gì zombie đều không có đụng tới, bên này có cái cửa nhỏ có thể lật ra ngoài vẫn thạch a à, tam nguyệt ngửa đầu nhìn về phía tảng đá cao lớn này có nên mang nó đi hay không không nghĩ tới a à xuân so với nàng còn kích động hơn nhiều thoáng cái liền bò lên thiên thạch dùng tám chân của nó gõ thùng thùng vào thiên thạch không ngừng một bên gõ một bên chào hỏi tháng ba cùng nhau tam nguyệt mang theo đầy bụng nghi hoặc sinh ra một sợi dây leo cuốn quanh thiên thạch theo a à xuân cùng nhau leo lên đỉnh thiên thạch đỉnh thiên thạch phá vỡ một cái khe hở, có lẽ nói lỗ nhỏ thích hợp hơn, phát ra ánh sáng trắng dịu dàng. Tam Nguyệt nhìn xuống phía dưới, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng, cái gì cũng không có. Hu hu. A à Xuân ra hiệu Tam Nguyệt nhìn cô biểu diễn, xoạch xoạch hai cái liền chui vào hố thiên thạch không thấy bóng dáng. Nàng ngồi sống trên thiên thạch, chờ đợi A à Xuân, nhàm chán nhìn bốn phía, cây đa này sao lại trở nên yếu xìu, lá cây khô vàng khô nứt sao đột nhiên lại biến thành như vậy tam nguyệt lập tức nhìn về phía những cây khác không nhìn không biết vừa nhìn đã giật nảy mình tất cả thực vật hoặc là giống như cây đa hoặc là trực tiếp chết đi vỡ thành cặn bã rơi trên mặt đất nàng có một cái rất không thực tế ý nghĩ nàng thường thế khôi phục được nhanh như vậy sẽ không phải là bởi vì những thực vật này sinh mệnh đều bị nàng rút đi chứ phanh tạch 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 ba ba đó là tiếng súng ai đó. Tam Nguyệt hai mắt sáng ngời, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nhất định là quân cảnh, nếu không làm sao có thể có tiếng súng dày đặc như vậy. Tam Nguyệt lập tức theo dây leo nhảy xuống vẫn thạch, nếu để cho bọn họ nhìn thấy nàng đứng ở trên vẫn thạch, có thể giải thích không rõ ràng. Hu. A à Xuân bên trái một cái bên phải một cái, kẹp hai cái trứng gà to tròn ngọc thạch chui ra khe nước, trong khe nước hào quang cũng theo đó biến mất không thấy. Hu hu đừng kêu nữa, tôi ở phía dưới. A xuân vội vàng bò xuống, quả nhiên nhìn thấy tháng ba bên cây đa. nàng mang theo hai viên ngọc thạch dơ lên cho tam nguyệt xem, hu. ý cậu là hai cái này là đồ tốt. hu hu hu. mang theo trên người có thể tăng cường năng lực. hu hu hu. hai chúng ta mỗi người một cái, à, được, mỗi người một cái. tam nguyệt nhận lấy ngọc thạch a xuân đưa tới, quan sát một chút hỏi, người có muốn hay không? Cô nuốt hết những lời còn lại, được rồi, cô biết A Xuân không cần nữa. Chỉ thấy A Xuân hì hì một ngụm, liền đem ngọc thạch nuốt vào trong bụng, A Xuân đối với ánh mắt khiếp sợ của Tam Nguyệt tuần trước, lại đem ngọc thạch phun ra, cho nàng xem. Được, đi thôi, chúng ta phải ra ngoài. Tam Nguyệt tạm thời bỏ ngọc thạch vào trong không gian, A Xuân nhanh chóng bò lên sau lưng Tam Nguyệt, trốn ở bả vai nàng, bị mái tóc dài che đậy, lộ ra mấy con mắt to thế nhưng nhện màu hồng mặc kệ ẩn núp như thế nào vẫn rất nổi bật tang thi của bệnh viện đều không thấy hẳn là bị hấp dẫn đến cửa chính cô từ cửa sau nhảy ra ngoài tìm qua tương đối tốt một chút hai người bọn họ nhảy ra khỏi bệnh viện một đường mò đến cửa bệnh viện cẩn thận nhìn xung quanh vạn nhất có cái gì vạn nhất thì không tốt bên ngoài bệnh viện ngừng vài chiếc xe tải quân dụng rất nhiều quân nhân cầm súng ống trong tay đang hướng cửa lớn zombie bắn phá. Tam Nguyệt bằng vào thị lực tốt, nhìn thấy trên xe một ít mặc quần áo bình thường, hẳn là cư dân phụ cận. May mắn lúc trước cô thay đổi một thân quần áo thể thao rộng thùng thình, hiện tại vừa vặn, tránh người cầm ba lô ra ngoài ngụy trang. Hi! Tam Nguyệt vừa phất tay vừa chạy về phía xe tải. Hết chương này. Chương 5 Quân đội cùng nữ nhân kỳ quái bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Thu mua lòng người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Mua chuộc lòng người, tam nguyệt, nếu thuận tiện nói, ta có thể biết ngươi là cái gì dị năng sao? Trương tranh thu hồi vui cười đùa dẫn biểu tình, nghiêm túc nhìn nạn hỏi. Không có gì bất tiện, dị năng của ta hẳn là cùng thực vật có quan hệ, ách, mộc hệ tam nguyệt cẩn thận tổ chức từ ngữ đầu trái phải nhìn quanh muốn cho tiểu trương biểu diễn một chút không sao cụ thể chờ chúng ta đến tạm thời nơi đóng quân lại nói trương tranh lắc đầu nơi này không phải thích hợp địa phương sau đó lại tò mò hỏi vết thương của ngươi là bởi vì dị năng mới tốt sao cái này ta cũng không xác định tam nguyệt có chút khổ não trên mặt cũng mang theo vài phần nói thật ngoại trừ khống chế thực vật cùng thúc đẩy sinh sản những thứ khác ta cũng không biết. Không có việc gì, hiện tại tất cả mọi người là mò tảng đá qua sông, nói không chừng về sau ngươi còn có thể trở thành một hệ dị năng đại tông sư đâu. Trương Tranh đưa cho nàng một viên kẹo, nói đùa. Có nhiều người có dị năng sao? Mặt nàng tò mò hỏi. Không tính là nhiều lắm, ân. Em trai à, lời còn lại của Trương Tranh còn chưa nói ra khỏi miệng, bị một bà lão tóc hoa trăm mặt mũi hiền lành cắt đứt bà nội có chuyện gì sao trương tranh kiên nhẫn hỏi lão bà bà do dự liên tục cực kỳ ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi ta có thể lấy thêm một phần thức ăn không cô nghe những người trẻ tuổi kia nói hiện tại tận thế đã đến tiền cái gì cũng không dùng được chỉ là giấy vụn nhưng ngoại trừ tiền một bà lão như nàng có thể lấy ra thứ gì chỉ có thể liếm một khuôn mặt già dặn đến hỏi bộ đội tam nguyệt nhìn mặt nàng đỏ bừng hẳn là cho tới bây giờ cũng chưa từng mở miệng đòi hỏi như vậy anh nói gì giọng cô quá nhỏ trương tranh không nghe rõ bà bà này hỏi có thể nhận thêm một phần thức ăn được không tam nguyệt nghiêng đầu nhắc nhở nếu cảm giác trương tranh không nghe thấy bà sẽ không nói lần thứ hai này bà bà hôm nay đồ ăn không phải mới phát xuống không bao lâu sao trương tranh nhíu nhíu mày khó xử mỗi ngày phát bao nhiêu đồ ăn đều là có quy định hắn cũng không tốt vì tư, bị những người khác thấy được không tốt. Vân vân, thật ngại quá, làm phiền em rồi, sau khi bà lão bị từ chối, không hỏi lần thứ hai nữa, tới đây phiền phức đã là cực hạn bà có thể làm. Lão bà bà xoay người rời đi, trương tranh không có gọi lại nàng, quy định chính là quy định, bọn họ phân phát đồ ăn nhất định là đủ bọn họ cần thiết một ngày, hơn nữa dân chúng trong tay cũng có không ít lương thực dự trữ. Tiểu trương, nàng hoặc là nhà nàng có thể hay không có dị năng giả cho nên sức ăn lớn. Trương Tranh không phải dị năng giả cho nên không nghe thấy, nhưng là tam nguyệt thính lực tựa hồ là bị cường hóa qua, cái kia bà bà bụng tại kêu ùng ục. Đây là cách nói gì? Trong tiểu thuyết như vậy đã viết qua, có thiết lập dị năng giả sức ăn sẽ biến lớn, người không có xem qua sao? Tam Nguyệt kinh ngạc hỏi, tốt xấu gì là đương đại người trẻ tuổi đi, ít nhiều cũng sẽ tiếp xúc đến một điểm trương tranh lắc đầu cả nhà hắn đều là tham gia quân ngũ thời gian của hắn không phải huấn luyện chính là đọc sách tam nguyệt nói cái này thật đúng là chưa từng nghe nói qua lát nữa cô giúp tôi lấy hai cái bánh mì cho bà ấy được không tớ cảm thấy không cần thiết ôi nữ sinh kia là người vừa rồi ở cùng các cậu đúng không tam nguyệt lấy khuỷu tay chọc chọc trương tranh ngẩng đầu ý bảo cậu nhìn về phía trước bà lâm không sao bà đừng khách khí với cháu cầm đi Lâm Chi Chi đẩy mấy túi mì ăn liền vào lòng Lâm Quế Anh, mặt mày công công nụ cười ngọt ngào, giọng nói nghe cũng ngọt ngào, bà xem, hai chúng tôi đều họ Lâm, đây không phải duyên phận sao? Sao anh biết tôi họ Lâm? Lâm Quế Anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Chi Chi, họ của cô đã bao nhiêu năm không dùng. Lâm Chi Chi trong lòng cả kinh, cái này lão bà tử như thế nào nhạy cảm như vậy, nếu không là nàng cùng cái kia hắc tiểu tử đều là dị năng giả, nàng mới sẽ không lãng phí đồ ăn của mình đến lấy lòng nàng đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Chi Chi liền tức giận, nàng thật vất vả từ tương lai sống lại trở về, đem gia sản của mình toàn bộ bán đồn hạ mấy đại kho hàng vật tư, rõ ràng tính cả cái kia lấy tới không gian nổ. Bây giờ ngẫm lại cũng có thể làm cô tức chết, Lâm Chi Chi nghiến răng nghiến lợi, móng tay lưu lại và giấu răng lưỡi liền thật sâu trong lòng bàn tay. Miễn cưỡng duy trì nụ cười, gượng cười nói, tôi thấy được tên của cô ở chỗ lý đoàn trưởng, nhớ kỹ rồi cách nói này cũng đứng vững các nàng trước đó đều đăng ký qua tính danh lâm quế anh gật gật đầu tận tình khuyên nhủ không trần chúng ta bộ đội phát đồ ăn là tốt rồi hiện tại lương thực quý giá mùi mùi ngươi phải cất kỹ không thể tùy tiện cho người ta như vậy tiểu cô nương này thoạt nhìn có chút là lạ vẫn là đừng lấy đồ của nàng ai nha không có việc gì bà nội ta bên kia rất nhiều hơn nữa bà có thể chịu được đói cháu trai của bà đâu bên kia ngươi đẩy ta để cho nhét tới nhét lui, bên này lỗ tai linh mẫn tam nguyệt đang cho trương tranh thời gian thực thông báo, nữ sinh này đồ ăn nhiều không? Bằng không chính là có mưu đồ khác, tam nguyệt nhìn trương tranh một cái, căn cứ suy đoán của nàng, trương tranh nói tiên đoán dị năng người nắm giữ, chính là nữ sinh kia. Như vậy xem ra, vợ chồng trong nhà có dị năng giả không có chạy, nàng là muốn sớm đầu tư. Tam Nguyệt, anh đi trước một chút. Trương Tranh vỗ vỗ bả vai cô, nói. Ừ, tôi ra xe ngồi trước đây. Oanh. Một tiếng vang thật lớn từ bệnh viện truyền đến, tất cả mọi người lập tức quay đầu lại nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, Tam Nguyệt không tự cảm thấy mở to hai mắt, một tòa nhà bốn tầng kiến trúc cứng trắng bị một đạo tàn ảnh tước đi một nửa, âm ầm ngã xuống đất phát ra tiếng vang trung trời. Ông trời của ta a, à, Tam Nguyệt lẩm bẩm nói. Lâm Chi Chi nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức quay đầu, Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia, trong ánh mắt của cô hiện lên một tia phức tạp cùng tiếc hận. Nàng cho rằng nàng đã giết nàng, không nghĩ tới, người này mạng lớn như vậy, đều tại con chó chết kia. Kỳ thật giữa Lâm Chi Chi và Tam Nguyệt cũng không có bất kỳ thù hận nào, thậm chí trong tương lai Tam Nguyệt còn cứu cô. Sở dĩ cô lựa chọn ra tay với Tam Nguyệt, một mặt là bởi vì Tam Nguyệt là người duy nhất cô biết nắm giữ không gian, mặt khác, cô cũng không thể nói rõ, có thể là ghen tị đi ghen tị nàng một nữ nhân cũng có thể ở tận thế sinh hoạt được như vậy dễ chịu, có được cường đại như vậy dị năng, đáng tin đồng bọn, bị tất cả mọi người ngưỡng vọng, sống thành nàng trong mộng tưởng dáng vẻ. Bạn học, ngươi vẫn nhìn ta, là có chuyện gì sao? Tam Nguyệt tại Lâm Chi Chi ngay người công phu đi tới bên cạnh nàng, chủ động hỏi. Không. Không có, tôi chỉ ngẩn người mà thôi. Lâm Chi Chi nắm chặt tay áo cúi đầu cắn môi, không dám nhìn vào mắt Tam Nguyệt đối với Tam Nguyệt Lâm Chi Chi vẫn chột dạ, cũng có thể là sợ hãi, bỏ lại một câu, giống như chạy trốn rời khỏi nơi này. Tôi đi hỏi đã xảy ra chuyện gì. Chột dạ như vậy a, à, không phải tên cướp kia là nàng, hoặc là nàng phái tới. Tam Nguyệt nhìn bóng lưng nàng rời đi, vuốt cầm nghiêm túc tự hỏi. Tâm Tư Nữ sinh này cũng quá dễ đoán đi, còn có được dị năng tiên đoán, không phải chuyện tốt gì a. À. Nếu như vết thương của mình là do nàng làm vậy làm sao dùng tốc độ nhanh nhất bất động thanh sắc xử lý nàng đây? Đồng chí tháng 3 Hết chương này Chương 7 Biến dị cây gừa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 Biến dị cây đa dạ Tam Nguyệt nhìn không được ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng người, lớn tiếng đáp Tới tìm Tam Nguyệt chính là một nữ sinh anh khí mặt quân trang, tức giận bồng bột, thấy Tam Nguyệt một bộ nghiêm chỉnh chờ đợi, một tay nắm tay che khuất khóe miệng nhếch lên của mình, ho nhẹ hai tiếng, cậu đừng khẩn trương, chúng tôi là có chuyện muốn tìm cậu hỗ trợ. Được, được. Tam Nguyệt thấp thỏm nhìn cô chầm chầm, mắt không chớp. Ta gọi Yến Sông Ngọc, là như vậy, trong bệnh viện xuất hiện một gốc cây biến dị to lớn cây đa, chúng ta muốn tạm thời chiêu mộ trong đoàn xe dị năng giả cùng đi đối phó nó, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Tam Nguyệt lập tức đáp ứng, cơ hồ không có bất kỳ do dự nàng hiện tại có được một hệ dị năng có phải hay không cái kia thu phục nó. Vừa rồi bốn tầng lầu cũng là nó làm đi, vừa nghĩ tới mình sắp có thể có được tay chân cường đại như vậy, Tam Nguyệt cũng có chút kích động. Nàng đi theo phía sau Yến Sông Ngọc, trong đoàn xe lại có vài tên quân nhân mang theo người đi ra, Tam Nguyệt liếc mắt nhìn, đại khái có 12-13 người. Hình như có chút không đúng, lúc trước cô từ bệnh viện đi ra cây đa kia còn yếu siêu, sao thoáng cái lại trở nên sinh long hoạt hổ như vậy. Tam Nguyệt hơi có chút xuất thần, chẳng lẽ là bởi vì nàng hấp thu đa thụ quá nhiều sinh mệnh lực mới dẫn đến nó cuồng bạo. Phanh. 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 Đác đác đác. Âm. Đủ loại tiếng súng pháo theo bọn họ xâm nhập dần dần trở nên rõ ràng, trên mặt đất bảy ngã tám nghiêng nằm rất nhiều thi thể tan thi, có khuôn mặt cô quen thuộc không quen thuộc. Bọn họ sau khi chết cơ bản còn giữ lại nhân loại bộ dáng, che kín tơ máu con mắt mở thật to, màu đỏ đen sền sệt chất lỏng đầy tường đều là, đạn dấu vết ở trên tường rõ ràng có thể thấy được, tanh hôi mùi vị chui vào trong mũi. Nôn Lúc này người có năng lực chịu đựng tâm lý không được vịnh tường không ngừng nôn khang, phun ra nước chua. Không phải chứ, các ngươi cũng quá yếu, làm sao có thể sinh tồn ở tận thế. Một nam sinh cạo râu vòng quanh hai tay từ trên cao nhìn xuống miệt thị mấy người vịnh tường kia, cười nhạo nói. Đúng vậy, Sao người như vậy cũng có thể có dị năng, thật sự là không biết nói gì. Nữ nhân sống lớn đứng ở phía trước tháng 3 che miệng ghét bỏ nhìn bọn họ, trận trắng mắt, dẫm hận thiên cao đác 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 đi tới phía trước nhất. Tháng 3 phát hiện, có vài người giống như không cảm thấy bây giờ là tận thế, ngược lại cho rằng là tân thế kỷ, có được dị năng bọn họ là thiên tuyển người. Nàng rốt cuộc hôn mê bao lâu a, à? như thế nào cảm giác bọn họ thích ứng thật nhanh đều đem người một lần nữa phân thành ba bảy loại. Được rồi, đừng ồn ào nữa, cây đa biến dị ở ngay phía trước. Cắt. Nam tử bản thốn khinh thường biểu môi, ở trước mắt bao người đem một cánh tay biến thành trường kiếm sắc bén, ở trước mặt bọn họ quơ quơ, ta là dị năng giả, sẽ sợ một gốc cây rách. Cười chết. Bốp. Hưu. Hoa, wow, bay thật cao nha. Đầu tam nguyệt theo độ công bị cành cây quất bay, chuyển động từ trái sang phải, lại cúi đầu, thực lực thật mạnh nha. Phốc. Ha 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 ha. Thật sự là cười chết ta rồi. Cảm tạ nam nhân bản thốn dùng chính mình vì mọi người diễn ra chuyện cười, các thúc thúc a à di vốn khẩn trương cũng không khẩn trương, muốn cười hay không nghẹn đến thật vất vả. Nam nhân xuất sư bất lợi bị khảm ở trên tường điên cuồng học máu, khấu trừ cũng khấu trừ không được. Vất vả cho các ngươi rồi tam nguyệt vỗ vỗ bả vai yến sông ngọc sắc mặt đau xót thở dài vì bọn họ gặp phải loại đại kỳ hoa này không dễ quản lý a à? đi thôi yến sông ngọc cười cười không oán giận gọi người mang người đàn ông bản thốn về đoàn xe cây đại thụ cao cao cành đầy sinh cành như hình người che trời ế nhật ở trước mặt nó người như con kiến hôi cành cây đa rũ xuống tựa như sinh mệnh tùy ý phá xuyên tòa nhà vây quanh tất cả mọi người ở đây bắn ra hạt đa to bằng nắm tay đánh vào người nổ tung đau đớn, gần như muốn đánh cho người ta da tróc thịt bông. Hàng quân nhân phía trước nhất cầm khiên chống bạo lực tạo thành một bức tường phòng hộ, dùng để ngăn cản cành dây và hạt đa đầy trời, người phía sau cầm súng pháo nhắm ngay rễ cây không ngừng bắn đạn dược. T. Tam Nguyệt hít một hơi khí lạnh, chất lỏng bị hạt đa bắn lên cánh tay đã bắt đầu đỏ lên. Bệnh viện này có độc, nhện có độc coi như xong, ngay cả cây cũng mang theo mụn ăn mòn cô sẽ làm gì với cái cây này, cái dây leo to bằng ngón tay của cô. Bất quá, Tam Nguyệt tỉnh táo nhìn nhìn trên người cây đa bị đạn dược lưu lại dấu vết, nó cũng không phải vô kiên bất tội, chỉ là da dày thịt dày một chút mà thôi. Nam nhân bản thống kia bị đánh không oan, không đơn thuần là nguyên nhân miệng hắn tiện, hắn đối với cây đa là có uy hiếp nhất định. Một đám thực lực mạnh mẽ dị năng giả mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, không biết mình có thể làm những gì tính đâu ra đấy hôm nay nhiều nhất là trở thành dị năng giả ngày thứ ba đi cũng không phải tất cả mọi người ưa thích internet văn học cùng điện ảnh cái kia dị năng của ta là thính lực cường hóa giống như không có tác dụng gì đi một cái mang theo kính mắt nam sinh giơ tay yếu ớt nói tôi có thêm một không gian có thể để đồ đạc tôi có thể mọc móng vuốt và đuôi sức mạnh cơ thể hóa đá bay nước cân bằng nói chuyện với kiến đại bộ phận đều không có tác dụng gì, bất quá, em gái hóa đá cơ thể bị tổ chống bạo động chiêu mộ đi, cô ta dùng tốt hơn nhiều so với chống bạo động độn, cây đa đối với cô ta không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thoạt nhìn một người kiều kiều nho nhỏ, thật sự là người không thể nhìn bề ngoài a. À? Rất nhanh, ba tháng trước gặp qua cái kia ôn lị bác sĩ tới, thập phần thỏa đáng đem tất cả dị năng giả đều an bài đúng chỗ. Bác tiên quá hải, các hiển thần thông lúc trước sống lớn dị năng là khống chế tóc khó trách nàng đầu kia tóc dày đặc đen bóng mềm mại mà xinh đẹp nhìn đến người hâm mộ muốn chết tam nguyệt cảm thấy kết cục cô chống lại cây đa còn thảm thiết hơn cả dây leo nhỏ của cô về phần có được ngự mộc dị năng tam nguyệt bọn họ để cho nàng nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội đem cây đa khống chế được được trưởng quan tam nguyệt dứt khoát đáp ứng quay đầu tìm một chỗ thích hợp trong đám người vung hai dây leo ra ngoài làm bộ, bắt đầu treo. Đùa thôi, nhìn thấy chân thân cây đa, nàng có thể khống chế được nó mới có quỷ. Hu! Sau lưng Tam Nguyệt truyền đến thanh âm nho nhỏ tinh tế của A Xuân, nằm nhận mắt kính mở ra dị năng vô cùng nhạy bén bắt được thanh âm không giống nhau này, lập tức quay đầu nhìn về phía Tam Nguyệt. Có chuyện gì sao? Tam Nguyệt tò mò nhìn người đàn ông đeo kính, mặt mày công công nụ cười hiền lành. Không, không, không có gì, hắn đẩy đẩy rơi xuống sóng mũi kính mắt, cúi đầu lau lau mồ hôi lạnh, đem nguyên bản muốn hỏi ra lời nói nuốt xuống bụng, quá kinh khủng, trong nháy mắt kia giống như bị cái gì đáng sợ mạnh thú cho theo dõi đồng dạng. Vậy sao? Nếu không có việc gì thì đừng nhìn chầm chầm như vậy, có chút kỳ quái. Tam Nguyệt có ý cảnh cáo, lại giống như không nói gì. Mảnh thú đáng sợ không có, con nhện nhỏ màu hồng phấn có ý đồ kiến càng lây cây ngược lại có một con. Hết chương này. Chương 8 Trộm lấy dị năng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Trộm lấy dị năng Tam Nguyệt chèo đồng thời cũng ở trên sân quan sát mọi người, so với dị năng giả thận trọng, quân đội tựa hồ thành thạo, cũng không có đem cây đa biến dị này để ở trong lòng. Nàng suy nghĩ một lát, rõ ràng ý nghĩ của bọn họ, muốn thử xem năng lực cùng tiêu chuẩn của dị năng giả, hẳn là cũng ông tâm tính để cho các nàng luyện tập có người để lại, vậy còn sợ cái gì? Tam Nguyệt đi tới một chỗ bí mật, mượn cơ hội thả A Xuân ra, người này ở trên lưng nàng hu 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 sắp khóc lên rồi, nhất định phải biểu diễn cho nàng một cái đại thụ nuốt sống. Con nhện nhỏ mình nuôi còn có thể làm sao bây giờ, cưng chiều đi. Tốc độ của A Xuân cực nhanh, về một cái đã đột phá vòng vây của cây đa, chui vào khe hở. Nàng lộ ra một tia tinh thần lực, không dám phóng nhiều, sợ bị cắn trả nàng đối với dị năng của mình cũng không quen thuộc, chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Chỉ là, ti tinh thần lực này sau khi đi giống như đá chìm biển rộng, ngay cả một chút nước hoa cũng không có kích khởi đến. Nàng nhìn không được thở dài, tiếp tục gia tăng công kích tinh thần lực, nhưng nàng vẫn cẩn thận quan sát động tỉnh cây đa, một khi có dị động, sẽ lập tức rút tinh thần lực ra, phòng ngừa mình biến thành kẻ ngốc. Di, tam nguyệt đoán chừng, sau khi mình thả ra một nửa tinh thần lực, cây đa đột nhiên ngưng tụ. Có hiệu quả không? Ánh mắt Tam Nguyệt sáng lên, hu hu. A, à, là a à xuân lấy ra a. À. Nàng thu hồi tinh thần lực, nghiêm túc suy nghĩ, dị năng một hệ đối với cây đa biến dị cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Điều này nói rõ nó cũng không sợ một hệ dị năng, như vậy, lúc ấy bốn phía cây cuối cùng biến dị cây đa bị nạn cơ hồ hút khô dùng để chữa trị vết thương, là bởi vì nó sợ chính là nạn vốn dị năng sao? ăn cắp. Trộm lấy, trộm lấy, ba tháng không tiếng động thì thào, đúng vậy, trộm lấy có thể trộm lấy không nhất định chỉ có thể trộm lấy dị năng. Thế nhưng lúc ấy trộm lấy dị năng từ trên người nam nhân giàu mở chỉ lấy đi dị năng của hắn, cũng không có trộm đi sinh mệnh lực của hắn, chờ một chút, nàng muốn hảo hảo để ý một chút. Hiện tại có hai loại khả năng, một là nam nhân giàu mở lúc ấy sắp chết, căn bản không có sinh mệnh lực để cho nàng trộm lấy. Hai thôi, liền thú vị, nàng trộm lấy dị năng cùng một hệ một thêm một về sau, có thể từ trên người thực vật trộm đi chúng nó sinh mệnh lực. Nếu là như vậy, nàng về sau lại đạt được cái gì thủy hệ hỏa hệ có phải hay không có thể từ trong thủy hỏa trộm đi năng lượng của chúng nó, lợi dụng chúng nó. Thật sự là như vậy, nàng muốn từ trong dị năng của nàng phát hiện vô số khả năng. Đang suy nghĩ cái gì? Ông Lị đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng, thình lình hỏi dị năng của ta đối với nó giống như một chút tác dụng cũng không có. Tam Nguyệt rất thuận miệng tiếp lời ôn lị, mặt mang ưu sắc, xin lỗi a, à, không giúp được gì. Bác sĩ ôn. Anh mau nhìn thân cây kia. Có người chỉ về phía trước hô to. Hai người đồng thời hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy khổng lồ thân cây bên trong, tự hồ có như vậy một meo meo, nắm tay lớn nhỏ địa phương biến thành màu đen. Nhưng so sánh với thân thể thô to mấy chục mét của nó, thật sự là không đáng nhắc tới mắt tam nguyệt đều sắp nhìn mù mới nhìn thấy mắt đại bàng người anh em tiểu chu vốn là tay súng bắn tỉa sau khi tận thế tới hắn liền được cường hóa thị lực ông lỵ giải thích nói như vậy đoàn xe chúng ta thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ đều đầy đủ a à, tam nguyệt cười trêu chọc nói đẩy lòng yên lặng cho a xuân một lai like. hô đọc a xuân cho cây đa đang từng chút từng chút mở rộng động tác của nó đều ngưng trệ không ít, điều này khiến cho cây đa chú ý, không nghĩ tới một con bò sát nhỏ như vậy lại tạo thành quấy nhiễu lớn như vậy cho nó. Nó quyết đoán lựa chọn cùng bạo, dây leo nhanh chóng sinh trưởng, nhanh chóng xuyên qua đám người tòa nhà, chân chân chính che khuất bầu trời, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Giết những người này, nó có thể dùng năng lượng của họ chữa thương cho mình, nếu không đợi độc tố lan tràn, nó sẽ chết chắc tam nguyệt bị cây đa quyết đoán ném ra khỏi vòng vây đàn hai cái ngốc trệ ngã xuống đất vẻ mặt mơ hồ một thân cây như anh còn kỳ thị cây gì vậy nàng không cần mặt mũi a à, may mà không ai nhìn thấy tam nguyệt tức giận bất bình đi lên đạp mạnh dây leo một cước phi đồ chơi gì a à? dây leo du động như rắn dừng lại một chút trong ánh mắt kinh nghi bất định của tam nguyệt vươn ra mấy sợi dây leo so ra ngón tay hoa lan tao nhã mạnh mẽ bắn lên cái trán trơn bóng no đủ của nàng nằm rảnh cây này thành tinh rồi chết tiệt cảm giác này thật tốt cây đa có chút ý còn chưa hết do do dự dự liếc mắt nhìn tam nguyệt quên đi người này không dễ chọc thiếu chút nữa hút khô nó vẫn là đổi sang người khác đi cây đa phát hiện là thú mới đuổi theo người bị vây trong vòng vây ra sức búng tráng khiến cho các nàng ôn lị dở khóc dở cười còn rất có tính trẻ con động thủ đi vệ mậu ông lỵ gật đầu với vài người bịt mặt không nhìn thấy mặt kéo cây đa xuống nữa không chừng sẽ đại khai sát giới từ nghe thanh âm này là một người đàn ông trẻ tuổi nhan thủ được lão đại đồng đội bên cạnh hắn cười hì hì đáp ứng lòng bàn tay lật lên hướng trong hư không nhẹ điểm vài cái đại lượng kim loại trống rỗng rơi xuống còn chưa rơi xuống đất khối kim loại dưới sự chỉ huy điều khiển của vệ mậu nhanh chóng dung hợp biến hình một thanh trường kiếm cực lớn nhắm thẳng vào thụ tâm cây đa biến dị vốn đang múa vui vẻ nhìn thanh cự kiếm kia cành cây cứng nhắc đứng tại chỗ động cũng không dám động đại ca ta sai rồi đại ca tha mạng cành dây leo che khuất bầu trời lấy tốc độ ánh sáng thu hồi bao quanh thân thể nó những thứ này không có sẽ không có còn có thể dài hơn nữa rễ cây thật lớn từ trong đất xi măng cứng trắng chui ra cây đa không chút do dự có cản đụng vào tòa nhà chuẩn bị chạy trốn đây là nói đùa sao? Nhưng vệ mậu sẽ không cho nó cơ hội này, nguy hiểm như vậy nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước, cự kiếm lấy thế vạn quân, lóe ra lôi đình điện quan bổ về phía cây đa biến dị. Tam Nguyệt nhìn đột nhiên xuất hiện cự kiếm giữa không trung, còn chưa kịp cảm thán hai câu, đã thấy cây đa cực kỳ sợ hãi che cành cây của mình. Cự kiếm chém trúng cây đa phát ra tia chớp chói mắt, Tam Nguyệt vội vàng quay đầu che mắt. Đáng chết, A à Xuân còn đang ở trên người cây đa biến dị a à a à. hu 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 tiếng thét chói tai kinh thiên động địa tràn ngập lỗ tai của cô cô cũng không biết nên bịt lỗ tai hay bịt mắt một hồi lâu tam nguyệt mới dám quay đầu lại mấy người vừa rồi điều khiển cự kiếm đã tháo mặt nạ bảo hộ xuống dáng người thẳng tắp đứng ở nơi đó khuôn mặt anh tuấn đẹp trai quyến rũ kiều diễm chọc cho mấy thiếu nam thiếu nữ nảy mầm không thôi bất quá tam nguyệt có thể nhìn ra bọn họ hiện tại đã ngoài mạnh trong ráo tùy thời đều có thể ngã xuống ai a à, xuân đáng thương bác sĩ ôn tôi có thể đi tìm hai viên trái cây không tam nguyệt đi tới bên cạnh ôn lỵ đang chỉ huy mọi người thu thập tàn cục cẩn thận hỏi trái cây ừ ta muốn thử xem có thể thúc đẩy chúng nó hay không nếu không thể thì thôi không thành vấn đề đến lúc đó nếu có thể lớn lên được phân chúng ta hai gốc cây giống là được rồi ôn lỵ vui vẻ đồng ý các nàng bộ đội không có một hệ dị năng giả tam nguyệt nguyện ý ngược lại giúp các nàng đại ân. Dị năng giả hệ tự nhiên quá hiếm thấy, quân của bọn họ hơn 7 vạn người, dị năng giả có một vạn nhỏ, nhưng hệ tự nhiên lại chỉ có mấy người vệ mậu ở bên trong 50 người. Vâng. Cảm ơn bác sĩ ôn. Hết chương này. Chương 9 Thang cốc nhện con Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 9 Thang cốc con nhện nhỏ cây đa này đã từng biến dị, có giá trị nghiên cứu nhân viên hiện trường đều mang theo túi lớn bên người dùng để chứa hài cốt của nó bị sét đánh trúng qua đi đại bộ phận thân cây đều trở nên cháy đen tam nguyệt nhìn hạt đa đen như mực thương hại nước mắt không khỏi từ khóe miệng chảy xuống nhện nướng có thể ăn thứ này nhất định cũng có thể ăn cô ông tinh thần hiến thân anh dũng không sợ hãi nhặt một quả từ dưới đất lên lột vỏ ngoài của nó ra thịt quả của nó thoạt nhìn rất giống quả sung ngay cả hương vị cũng rất tương tự thằng cấp hoa quả xa hoa quá hạnh phúc tam nguyệt lấy ba lô của mình xuống len lén nhập cư trái phép vào không gian mấy quả sung không phải hạt đa không dám lấy nhiều sợ bị người phát hiện bất quá đại bộ phận hạt đa đều bị lôi điện đánh trúng không còn tức giận muốn tìm hoàn hảo không tổn hao gì có chút khó khăn cô cầm cành cây bới khắp nơi xem có thể thuận tiện tìm được thi thể a xuân hay không đừng lãng phí hu hu con nhện nhỏ hữu khí vô lực kêu to một tiếng ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút a à, hình như nghe thấy tiếng kêu của a xuân tam nguyệt nhìn chung quanh một chút trong tầm mắt cơ hồ đều là than củi đây nhất định là áo giác hu hu a xuân nhìn động tác xoay người của tam nguyệt bốn đôi mắt to như hạt đậu tương yên lặng chảy nước mắt trong suốt thật đáng thương được rồi được rồi trêu chọc cậu Tam Nguyệt nghẹn cười chọc chọc vỏ ngoài tám chân con nhện nhỏ hòa làm một thể với hiện trường, bộ dáng này thật sự rất khôi hài. Hu hu. Được rồi, không trách ngươi. Tam Nguyệt sờ sờ đầu A Xuân, dính một tay thang. Vừa nghe Tam Nguyệt không có ý định truy cứu, A Xuân lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng trở mình, phủi sạch thang trên người, một lần nữa lộ ra hoa văn màu hồng phấn. Ta. Tam Nguyệt bị chọc cười, con nhện nhỏ này học ở đâu? còn giả bộ đáng thương a à xuân lấy lòng cò cò bàn tay tam nguyệt bò lên gáy tam nguyệt bắt đầu giả chết thật sự là không có biện pháp với nó tam nguyệt chỉ có thể đi theo nó nếu người của tiểu đội kia không nhúng tay vào cây đa biến dị này thật đúng là có thể bị a à xuân mài chết lại nói tiếp cây đa biến dị này hẳn là có tinh hạch chứ không biết nàng dùng tinh hạch của con nhện có thể đổi được hay không nhưng nàng giống như không có biện pháp giải thích nguồn gốc của tinh hạch Tháng 3, Ông lị ở cách đó không xa hướng nàng phất phất tay, cũng hướng nàng đi tới. Tam Nguyệt đứng dậy vỗ vỗ mảnh vụn dính trên người, bác sĩ ôn, có chuyện gì sao? Ngươi nhìn xem những hạt này có thể dùng sao? Ông lị xách theo một cái túi dao cho Tam Nguyệt, bên trong chứa đầy hạt đa màu nâu nhạt, so với nàng ở trong đống than tốt hơn nhiều lắm. Thật tốt quá, bác sĩ ôn, thật cảm ơn cô. Tam Nguyệt ôm chặt túi, cúi chào cô, hy vọng cung ứng hạt đa vô hạn thật hạnh phúc. Không có gì, đúng rồi, Tam Nguyệt. Ta giới thiệu cho ngươi vài người, vệ mậu, lại đây. Ông Lị vừa nói vừa giới thiệu cho nàng, bọn họ giống như ngươi, đều là dị năng giả hệ tự nhiên, có rất nhiều điểm chung, các ngươi có thể trao đổi học tập với nhau. Xin chào, ta là vệ mậu, dị năng giả kim hệ. Ta là Chu Thế Thanh, dị năng giả thủy hệ. Ta tên là Trương Âm Huyền, dị năng lôi điện. Khỉ, thủy hệ dị năng. Hai đôi tuấn nam mỹ nữ, tư duy tháng ba có chút phát ra, quả nhiên, bộ dạng đẹp mắt đều giao cho quốc gia. Còn có ta, còn có ta, ta tên là Nhan Thủ, là dị năng giả không gian. Một nam nhân trẻ tuổi tuấn tú cười hì hì tiến tới. Chào các ngươi, ta là Tam Nguyệt, một hệ dị năng giả, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nàng tò mò nhìn mấy người, trên người bọn họ tức giận đều tản không nhiều lắm, thẳng là muốn ngã xuống đi. Lại còn có thể đứng thẳng như vậy. Hơn nữa, dị năng của bọn họ đều thật lợi hại, có chút muốn. Không đúng, không đúng, cô đang suy nghĩ lung tung gì đó. Tam Nguyệt nhanh chóng xua tan ý nghĩ cực kỳ ác ý trong đầu, não cô thật sự bị hỏng rồi. Hai gã thủy hệ dị năng giả, một nam một nữ, một ôn nhuận một lãnh liệt, còn rất phù hợp dị năng đặc tính. Hai gã kia nhìn tính cách trầm mặc ít nói, ngược lại nhan thủ tựa hồ tương đối dễ ở chung một chút ai tháng ba một hệ dị năng là đặc điểm gì a à? có phải hay không muốn ăn trái cây rau dưa đều có thể tùy tiện có còn có thể khống chế thực vật đại sát tứ phương thực vật biến dị chỉ sợ không có biện pháp vừa rồi ta có thử khống chế cây đa biến dị kia một chút hiệu quả cũng không có tam nguyệt lắc đầu thở dài như vậy a à, không sao ta tin tưởng ngươi sau này nhất định có thể một hệ dị năng giả ta chỉ gặp qua một mình ngươi, khẳng định rất mạnh. Nói xong, nhan thủ từ trong túi móc ra một bao hạt giống, chờ đợi nhìn Tam Nguyệt. Thành thì bị biến dị thú chiếm lĩnh, tạm thời không có biện pháp cung cấp, đất bộ đội chúng ta trồng cũng bị chuột đồng phá hư không còn một mảnh, đứa nhỏ đã lâu không ăn dưa hấu. Bây giờ là tháng 5, dưa hấu tháng 6 mới đưa ra thị trường, tính toán đứa nhỏ này đích xác đã lâu không được ăn, trời đáng thương gặp nhan thủ. Vệ mậu giống như cảnh cáo nhìn hắn một cái, người này thật sự là. Không sao, ta thử xem. Tam Nguyệt khoát tay, không phải vấn đề gì lớn, đến nơi đóng quân về sau nàng còn định bày sạp bán hoa quả kiếm tinh hạch, cái này hẳn là rất kiếm tiền đi. Dưa hấu và cà chua không kém nhiều lắm, cây cối cũng không lớn, hẳn là không cần bao nhiêu năng lượng. Thúc cái này, kỳ lân qua này, ta thích nhất nhan thủ tinh chuẩn vê ra một hạt giống, ánh mắt sáng ngời nhìn chầm chầm tam nguyệt, giống như cờ vây nhà nàng nha. Cờ vây là con chó nhỏ cô nhặt được từ ven đường, chó nhỏ, là một sâu, nhưng sâu cái gì cô cũng không biết. Lúc trước khi bọn cướp đến, chính là có nó, liều mạng kêu to, khiến cho hàng xóm chú ý, mới dọa cô chạy mất. Tháng ba mười phần thuận tay tuốt một nắm tóc bồng bềnh của nhan thủ, xoa được một nửa, mới giật mình nhận ra, đây không phải chó con nhà cô cái kia, ngại quá. Cô xấu hổ cúi đầu, im lặng không lên tiếng bắt đầu xin dưa hấu. Cũng may nhan thủ cũng không thèm để ý, có dưa ăn là được. Vệ đội trưởng, đã xảy ra chuyện. Một tên tiểu binh vội vàng chạy tới, thì thầm với vệ mậu vài câu. Đội trưởng, làm sao vậy? Nhan thủ ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vệ mậu. Không thấy tinh hạch của dung thủ. Vừa dứt lời, mọi người thần sắc đều trở nên ngưng trọng, lớn như vậy một gốc cây biến dị đa thụ, giá trị của nó là tương đối cao. Nhưng hiện tại nó ở trước mắt bao người, lại biến mất không thấy. Tam Nguyệt suy nghĩ một chút, nàng hình như còn rất khả nghi. Nàng ở một góc hẻo lánh chính mình ngồi sổng kéo nửa ngày, còn tránh người, vẫn là một hệ dị năng giả. Nhưng nàng cũng không tìm được viên tinh hạch kia, cho dù tìm được nàng cũng không tiện nuốt riêng. Nàng không biết mình có nên lên tiếng hay không, nói lại giống như dấu đầu lòi đuôi. Ngay tại thời điểm thiên nhân nàng giao chiến, A à Xuân ghé vào sau cổ nàng nhẹ nhàng chọc nàng một cái. Hết chương này. Chương 10 Biến mất tinh hạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 biến mất tinh hạch thân thể tam nguyệt trong nháy mắt cứng đờ, không phải chứ, A à Xuân lá gan ngươi lớn như vậy. Bất quá lập tức nàng liền khôi phục bình thường, nhàn thủ bên cạnh chú ý tới nàng không đúng, ngươi làm sao vậy có phải hiềm nghi của tôi hơi lớn không cô yếu ớt hỏi hi cái này à yên tâm đi chúng ta sẽ không oan uổng người tốt nhan thủ cũng không nói cô có phải hay không nhìn bề ngoài hiềm nghi của cô đích xác rất lớn nhưng ở đây ngoại trừ vài tên dị năng giả bị triệu tập tới đều là người của bộ đội không ai ngu ngốc như vậy len lén lấy đi tinh hạch hơn nữa thân thể rễ cây sinh ra tinh hạch trên cơ bản đều là người của bộ đội đang tìm kiếm nhan thủ không cảm thấy tam nguyệt sẽ ngu xuẩn như vậy trước mặt bọn họ đánh cắp tinh hạch huống chi là một hệ dị năng giả duy nhất bộ đội không ngại dùng viên tinh hạch này đến lôi kéo nàng điều kiện tiên quyết là viên tinh hạch này không có tác dụng gì khác bất quá việc này bọn họ không xử lý tốt đừng lo lắng chúng ta có người chuyên xử lý loại chuyện này Nhan Thủ cười thần bí, an ủi cô: Không lo lắng mới là lạ, cô không lấy, nhưng nhận con nhà cô lén lấy. Hiện tại giao ra không phải, không giao ra cũng không phải. Ân, Tam Nguyệt gật gật đầu, trên mặt làm ra bộ dáng thoải mái, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương. Người chuyên môn gì? Động tác dưới tay nàng cũng không ngừng, đem hạt giống nhét vào trong đất, nó rất nhanh liền nhô ra chồi non, nhanh chóng sinh trưởng. Hoa. Wow dưa này to thật. Nhan thủ kích động ông lấy một quả dưa hấu, không kìm lòng được vỗ hai cái, khẳng định là chín bảo ngọt. Thử xem. Tam Nguyệt nhìn chầm chầm mấy quả dưa hấu này, cũng có chút thèm ăn, dưa hấu do dị năng sinh ra có thể ăn ngon hơn không? Có dao không, tôi hỏi. Có. Nhan thủ quay đầu nói với mấy người khác, A à âm, mượn đau của cậu một chút, thế thanh, lại đây hỗ trợ rửa đau và dưa. Khỉ, à, cậu và đội trưởng cùng tới ăn dưa không? Tam Nguyệt nhìn bộ dạng run rẩy của hắn, nhìn không được len lén cười rộ lên. Ai nha, muốn cười thì cười, ca ca ta cũng không keo kiệt như vậy. Nhan thủ ngạo kiều ngẩng đầu lên, hào phóng nói. Không cười không cười, ăn dưa đi hài tử. Tam Nguyệt cười hì hì lắc đầu, hái xuống một quả dưa nhét vào trong tay hắn. Hừ. Tam Nguyệt lại lấy ra mấy hạt giống tiếp tục thúc đẩy sinh sản, cũng không thể chỉ có mấy người các nàng ăn, không cho người khác ăn đi. Hạt giống còn lại đều cho em. Nhan thủ thấy động tác của cô, vung tay lên xa xỉ nói. Vậy tôi phải cảm ơn ngài. Hắc hắc, lai lai, Tam Nguyệt tiểu thư vất vả rồi. Nhan thủ nhét hai viên tinh hạch cho Tam Nguyệt, không chút do dự bán đứng đồng đội, mấy người bọn họ mới là đại hộ, tôi chỉ là một vị năng giả không gian tay trói gà không chặt. Hai viên tinh hạch, cũng đủ phí lao động của nàng tam nguyệt không khách khí nhận lấy chu thế thanh tụ lại một đoàn thủy cầu bao lấy mấy quả dưa hấu rửa sạch sẽ cái này cho ngươi trương huyền âm đưa chui đau cho tam nguyệt nhỏ giọng nói tam nguyệt nhìn gò má ửng đỏ của cô thì ra cô gái này không phải trầm mặc ít nói mà là sợ xã hội cảm ơn anh ừ trương huyền âm hơi cúi đầu che đi hai gò má và lỗ tai đỏ bừng còn cái này cảm ơn dưa hấu của anh. Tam Nguyệt nhìn sáu tinh hạt nằm trong lòng bàn tay nàng, trương huyền âm bổ sung, của ta và A Thanh. Ăn dưa cư nhiên còn có dưa ăn, bất quá hai người thật đúng là xứng A. À. Ánh mắt Chu Thế Thanh vẫn luôn không rời khỏi trương huyền âm, nghe thấy lời của cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ôn nhu, cưng chiều sờ sờ đầu cô. Chua không? Nhan thủ hỏi. Chua. Tam Nguyệt nặng nề gật đầu, chua muốn chết, hai người ngồi sổng trên mặt đất không hẹn mà cùng gặm miếng dưa phát ra tiếng thở dài hâm mộ của chó độc thân bất quá tình yêu như vậy thật tốt đẹp a à. trong chốc lát liền thu hoạch bảy viên tinh hạch thật kiếm tiền a à. chỉ chốc lát sau bên chân tam nguyệt đã chất chừng mười quả dưa hấu dị năng của nàng cũng dùng kém không nhiều lắm tam nguyệt lau lau trán chảy ra mồ hôi bởi vì là dị năng thúc đẩy sinh không cần xoắn suýt một cái rễ đằng lưu mấy cái dưa nàng chỉ thúc đẩy sinh ra năm hạt giống cho ngươi một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên trên đỉnh đầu tam nguyệt đồng thời đưa tới một cái khăn ướt À, cảm ơn ngươi tam nguyệt ngẩng đầu chỉ thấy khuôn mặt tươi đẹp như đào nhưng lạnh lùng như băng tư khỉ ngàn nhàn nhạt đáp một câu đưa cho tam nguyệt một thanh tinh hạch cho mọi người ăn Wow, thật nhiều tinh hạch a à, nàng không khỏi cảm khái nói nhang thủ ghen tỵ đến đỏ cả mắt tức giận cắn một miếng dưa hấu, người nói, "Ta cung cấp một cái vật phẩm tồn công năng, có thể kiếm tinh hạch không?" "Đứa nhỏ nghèo a, à, quá thiếu tinh hạch." "Ta cảm thấy có chút khó khăn." Thời kỳ này, tất cả mọi người không nhất định yên tâm đem đồ đạc đặt, đặt ở chỗ người khác, vạn nhất bị nuốt, thất lạc, hoặc là đối phương đã chết thì sao? "Ai, ta cũng biết." Nhan Thủ cắn miếng dưa, nhìn trời thở dài, phủi nước trên tay, "Là lớn, ăn dưa rồi." Tam Nguyệt yên lặng cúi đầu ăn dưa, tiền hàng lưỡng lự, các nàng cho tinh hạch cũng đủ mua tất cả dưa. Mọi người vừa nghe, nhất thời vui vẻ ra mặt, nhanh chóng kết thúc công việc trong tay, vui vẻ đi tới xếp hàng ăn dưa hấu. Nhan thủ, viên tinh hạch kia đâu? Tam Nguyệt hỏi, từ đầu tới cuối, hình như cũng không nhìn thấy người chuyên môn mà hắn nói, sắp về đơn vị rồi. Không thấy. Nhan thủ lắc đầu. À, vậy là kết luận rồi là đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết sao bí mật nhan thủ nháy mắt mấy cái ra vẻ huyền bí bọn họ đã tới rồi được rồi kỳ kỳ là lạ nhưng không tìm ra cô và a à xuân là được mọi người cao hứng bừng bừng ăn xong dưa hấu liền dẹp đường về phủ lúc đi ra ngoài tam nguyệt còn nhìn thấy bọn họ đang vận chuyển máy móc dược phẩm cuối cùng cô cũng biết đoàn xe có ích lợi gì rõ ràng cũng không có mấy người ngồi Mẹ của Chúa Giêsu là Maria khiêm toán luôn soán theo thành yêu cô thanh chùa cha. Không được đâu, em còn định về nhà tìm chó. Cô cự tuyệt đề nghị của nhan thủ, cô trọng dị năng kia, còn không biết là chuyện gì xảy ra, vạn nhất lại giống như đối phó với nam nhân giàu mỡ, hút dị năng của người đi. Có thể tưởng tượng kết cục của nàng sẽ không có kết quả tốt. Không sao, chúng ta có thể cùng đi tìm với ngươi. Tam Nguyệt cười cười không nói gì, nhan thủ biết, đây là cự tuyệt không tiếng động hắn cũng chỉ có thể từ bỏ có người thích độc hành hơn miễn cưỡng không đến Dị năng giả bị đánh tan thành hai nhóm một nhóm dẫn đầu một nhóm chặn phía sau cô được sắp xếp ở chiếc xe cuối cùng cùng với hai người tình trương huyền âm ngồi ở trên xe tam nguyệt nhìn bên ngoài không ngừng cực nhanh cảnh sắc có chút xuất thần không biết trong nhà cậu tử thế nào đều đã qua ba ngày go 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 ai đều nghe lầm rồi hết chương này